Tina kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, Tina xin được hân hạnh chia sẻ cùng quý vị và các bạn một món canh rất tốt cho sức khỏe, đó là canh rong biển. Đây là rong biển khô. Mình thường vào chợ Hàn Quốc hay là chợ Nhật á, mình mua những cái loại rong này về để nấu canh. Thường thì người ta đựng ở trong cái gói như thế này nè, nó rất là khô. Rồi mình cần thêm tàu hũ. Tàu hũ gì cũng được. Rồi tỏi. Nước để nấu. Dầu mè. Muối. Nước tương. Tôm. Bây giờ mình sẽ sơ chế ha. Mình sẽ lấy một nhóm rong biển. Các bạn ăn nhiều thì cho nhiều. Rồi chế nước vào ngâm. Các bạn nhìn nè. Lúc đầu thì nó màu đen ha. Cái mình cho nước vào mình ngâm. Chút nó nở thật nhiều. Và nó sẽ có cái màu xanh như thế này nè. Rồi mình đem cái rong biển này. Mình rửa thật là sạch. Mình vắt thật là khô. Nó nở rồi nè các bạn. Có màu xanh ha. Mình vắt thật là khô, mình để thật là ráo. Rồi bây giờ mình sẽ bắt cái nồi lên. Mình cho nước vào. Cho khoảng nửa nồi nước thôi. Đậy nắp lại, chờ nước thật là sôi. Trong khi đó thì mình sẽ đem cái rong biển này, mình cắt nhuyễn nhuyễn ra cho dễ ăn. Mình dùng cái kéo mình cắt. Nếu mà các bạn nào mà muốn ăn rong biển dài hơn thì mình cắt dài. Ở đây mình cắt nhuyễn để cho dễ ăn. Bây giờ mình sẽ cắt đậu hũ. Nếu mà các bạn nấu với số lượng nhiều thì các bạn dùng hết miếng đậu hũ này. Nhưng mà ở đây mình nấu cho hai người ăn cho nên mình dùng nửa miếng đậu hũ thôi. Mình sử dụng nửa miếng đậu hũ. Bây giờ mình cắt vuông vuông. Cắt làm sao mà vừa miệng để ăn á. Các bạn dùng đậu hũ nào cũng được. Đậu hũ cứng cũng được, đậu hũ mềm cũng được. Rồi mình cắt xong rồi. Cái mùi đậu hũ này rất là thơm. Đậu hũ nguyên chất. Mình cho ra dĩa nè. Còn cái phần tôm này á, mình rửa thật là sạch với giấm rồi. Bây giờ mình sẽ lột vỏ ra. Lột hết cái vỏ ra ha. Các bạn có thể dùng tép cũng được. Tôm này mình sử dụng tôm đông lạnh. Cho nên trước khi sử dụng mình rã đông ra. Rồi mình rửa thật là sạch. Tôm này cái vỏ nó cứng. Nhưng mà cái thịt nó dai, nó rất là ngon. Mình lột hết rồi ha. Bây giờ mình sẽ lấy cái kéo á, mình cắt ra. Cắt khúc khúc ra. Tôm này người ta đã lấy hết chỉ đen ra rồi cho nên mình khỏi cần lấy. Rồi, mình cắt hết tôm ra rồi. Bây giờ mình sẽ mài củ gừng để mình cho vào tôm. Gừng này là gừng già cho nên rất là thơm. Mình cho gừng vào tôm cho tôm khỏi bị tanh. Mình cho nhiều cũng được hết. Các bạn thích ăn cay thì các bạn cho nhiều. Cho gừng vài chút nữa mình cho rong biển nhé. Rong biển nó cũng không bị tanh luôn nữa. Bây giờ tiếp tục mình mài củ tỏi. Mài cho thật là nhuyễn. Cũng cho vào tôm luôn. Gừng và tỏi ăn rất là tốt.
Mình dùng cái dụng cụ này mình mài củ gừng, củ tỏi rất là tiện. Nếu như bạn nào không có thì có thể mình giã nhuyễn ra cũng được. Hoặc là mình lấy cái dao mình dần dần rồi mình bằm nhuyễn ra cũng được. Rồi mình trộn thật là đều. Làm vậy thì tôm nó không có bị tanh ha. Mình không có cần nêm muối, chỉ nêm tỏi và gừng thôi. Để qua một bên, chờ nước sôi mình sẽ cho vào. Bây giờ nước cũng đã sôi rồi, mình cho tôm vào. Nếu mà các bạn nấu nhiều thì các bạn dùng cái nồi to hơn ha, số lượng cũng tăng lên luôn. Bây giờ mình nêm vào đây chút xíu nước tương. Canh này thì mình không có nêm nước mắm nha các bạn, mình chỉ nêm nước tương và muối mà thôi. Trộn đều lên. Nó hơi có bọt chút nhưng mà không sao, chút nữa mình sẽ vớt hết bọt ra. Bây giờ mình sẽ cho tàu hũ vào. Trộn nhẹ tay. Cái nồi này mình nấu rất là tiện. Khoảng 2 người là mình nấu cái nồi này vừa. Bây giờ mình cho vào đây chút xíu dầu mè. Khoảng 1 muỗng cà phê. Nếu mà nấu nhiều thì mình phải tăng cái lượng mè này lên. Nồi canh này cũng dễ, ăn nhiều thì mình cho vào nhiều. Bây giờ mình sẽ cho rong biển vào. Rong biển rất là xanh tươi. Hồi nãy nó khô, nó có màu đen, bây giờ nó xanh um rồi ha. Ăn nó giòn giòn, sực sực, rất là ngon. Mình trộn lên. Mùa đông mà ăn cái chén súp canh rong biển như thế này nè, rất là ngon. Ấm nữa. Có gừng, có tỏi. Giờ nêm chút xíu muối. Các bạn nêm cho nó vừa miệng, không quá mặn mà cũng không quá lạt. Tôm này nó chín, nó săn rất là ngon, nó dai. Nồi canh này rất là nóng, nó sôi ùn ụt các bạn. Bây giờ mình sẽ múc ra để mình thưởng thức. Mùa lạnh mà có một cái chén canh nóng như thế này ăn nó rất là ấm. Gừng nó cũng làm cho ấm nữa. Còn rong biển thì nó mát, cho nên mình cho gừng vào thì nó cân bằng âm dương. Mình múc ra cái chén ha. Chén canh này rất là bổ dưỡng, cũng dễ nấu. Các bạn cứ ăn nhiều thì mình cho số lượng tăng lên thôi, rồi nêm nếm cho nó vừa miệng là xong, không quá cầu kỳ. Để mình hấp thử miếng coi ngọt không. Mời các bạn ăn. Wow, rất là ngọt. Không có nêm bột ngọt gì hết mà ngon ghê vậy đó. Và bây giờ Tina xin tạm chia tay với quý vị và các bạn. Nếu thích xin quý vị và các bạn vui lòng nhấn đăng ký subscribe, like, comment hoặc share để ủng hộ Tina. Tina cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video kế tiếp.